Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube về cờ suy của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tập trung phân tích ván đấu giữa kỳ thủ Toroshima Masayoshi và kỳ thủ Sugai Tatsuya trong khuôn khổ Cúp Asahi mở rộng lần thứ 15. Và trong trận đấu này thì Toroshima sẽ là người đi trước, Sente. Còn Sugai sẽ là người đi sau, Gotei. Với tư cách là người đi trước thì kỳ thủ Toroshima Masayoshi mở rộng trận đấu một cách lên tốt 26. Tốt 34. Ngay từ đầu thì Suga Tatsuya đã mở cho tượng tốt lên 25 và tượng lên 33, ngăn không cho Sente để tốt lên 24. Tốt 76. Tương tự như vậy thì Sente cũng mở đường cho tượng bạc 42, vua 68, tốt 94, bạc 48, tốt 95. Ngay từ đầu thì bên phía Cote đã đẩy khá là cao con tốt ở bên cột 9 lên, vào lên 58, tốt 44, vua 78, bạc 43. Cả hai bên đều sử dụng một lối chơi khá là chậm rãi, khi mà trong suốt những nước đi qua thì cả hai bên đều chú trọng vào việc phát triển quân. Tốt 56 và xây 22. Và như vậy là cái khai cuộc mà chúng ta sẽ gặp ngày hôm nay là khai cuộc Mukabisha, tạm dịch ra tiếng Việt là khai cuộc đối đầu xe. Chúng ta lại tiếp tục với trận đấu này. Tượng lên là 77, vua 62, vua 88, vua 72. Có vẻ như là cả hai bên khá là chú trọng trong việc xây thành và đưa vua vào thành. Vào lên 78, vua 82, bảo lên 57, bảo lên 72, tốt 16, tốt 14. Và nước thứ 27 thì Sente đưa hướng xa lên 98. Có vẻ như là thành của cả hai bên sẽ khá là khác nhau. Nếu như thành của Gotei sẽ đơn giản là thành Mino, còn phía của Sente thì sẽ tập trung vào việc xây thành Anaguma. Sau đó thì vàng lên 32, tốt 36, Toshima để tốt lên có thể trong tương lai được mã ở chỉ 29 lên ô 37, tốt 24. Và như vậy là Suga Tatsuya quyết định để tốt lên 24 để tấn công vào cột 2. Tốt là một tốt là 24, tự ăn lên và tốt 46. Thì ở đây nước tiếp theo thì Gote được ấn trở về ô 33, nhưng mà thay vì đổi xe thì Toshima lại thả tốt ở 25. Nếu mà trong trường hợp mà Toshima đổi xe ấy, thì người bất lợi hơn sẽ là Toshima, tại vì sau khi xe mà xe ở 22 phong cấp nhá, tự ấn về. Thế đây thì mặc dù Toshima là người có khả năng tấn công trước như là thả xe ở 41 chẳng hạn, nhưng mà thực sự là nước thả xe này nó không có giá trị nhiều. Trong khi đó Suga có thể thả xe ở 28 và nước thả xe này có đòn, là một đòn tấn công khá là hiệu quả. Tại vì như mọi người đã thấy thì quân của Gote được phân bổ khá là đồng đều, khiến cho các quân được có sự gắn kết với nhau. Còn trong trường hợp của Sente thì lại khác, khi mà hầu hết quân của Sente đều lại tập trung vào trung tâm hoặc là cánh của tượng. Chính vì vậy mà cánh của xe gần như là trống trơn, và như vậy là tất cả các quân ở cánh của xe như là quân mã và quân xa không có ai bảo vệ, nên là việc đổi xe trong trường hợp này lại giúp cho Suga Tatsuya có thể tấn công. Chính vì vậy mà Toshima quyết định là không đổi xe, mà theo đấy là thả tốt ở 25. Thì sau khi tốt được thả ở 25 thì ngay lập tức Gote lên tốt ở 54. Để có thể trong tương lai con tượng ở vị trí 33 có thể được chuyển qua ô 64 để tấn công theo đường chéo vào con xe của Toshima. Mã lên 37, tượng 42, vua xuống ô 99 và tốt 15. Và như vậy là Suga Tatsuya quyết định là để tốt lên để tấn công biên. Tốt ăn lên, hướng xa lên và hướng xa lên. Sau đó thì tượng ăn vào hướng xa ở 15. Và nước tiếp theo thì Toshima quyết định là đưa bạc xuống ô 48 để bảo vệ mã. Tiếp tục thì sau khi mà bạc được đưa về ô 48 ý, thì nhận thấy là điểm yếu của Toshima trong trường hợp này chính là cột 3, cái cột mà con mã đang đứng. Chính vì vậy mà Suga đã quyết định là để tốt lên 35, cố gắng tấn công vào cột 3. Xe chạy qua ô 18 tấn công tượng, tượng rút về ô 42. Và đến đây thì Toshima đã quyết định là đưa xe xuống ô 11 để phong cấp. Trông thì có vẻ đây là một đi
khá là chính xác, nhưng mà thực chất là nó đi không thực sự chính xác của Toshima. Tại vì như đã nói, mặc dù bây giờ là Toshima đang có một con long vương khá là mạnh trên bàn cờ, nhưng thực chất là con long vương này tạm thời không làm gì được. Tại vì quân của Suga Tatsuya được phân bổ khá là đồng đều và rất là khó cho con long vương này có thể tấn công. Nó đi chính xác hơn mà Sente nên đi, đấy chính là tận dụng đường chéo con tượng đang đứng ở ô 77 và lên tốt ở ô 45. Thì trong trường hợp này thì bên phía Gotê khó có thể ăn tốt lên được, nhưng mà ăn tốt lên thì tượng sẽ ăn vào xe ở 22. Còn trong trường hợp mà Sugai không quan tâm như là tiếp tục ăn tốt xuống tốt ở 36, thì đến đây thì Toshima hoàn toàn có thể dùng tốt ăn vào tốt ở 44 đuổi bạc đi, hoặc sau khi bạc chạy đi, ví dụ sử dụng ô 52 chẳng hạn, thì có thể thoải mái đi tốt xuống ô 43 phong cấp. Thì cho dù quân nào ăn lên, như quân bạc ăn lên chẳng hạn, thì có thể dùng tượng ăn vào xe ở 22. Nhưng mà rất tiếc là thay vì tận dụng đường chéo con tượng thì Toshima lại quyết định là đưa xe xuống ô 11 để cố gắng phong cấp thành con long vương. Thì sau khi xe chạy xuống ô 11 phong cấp thì thực chất thì Sugai Tatsuya không thực sự là quan tâm lắm đến con xe rồng đang đứng ở ô 11. Anh tiếp tục là dùng tốt đảm bảo tốt ở 36 tấn công mã. Thì đến đây thì lại một lần nữa thì Toshima lại đi muốn đi thiếu chính xác nữa, là chính là dùng con long vương về xe ở 22. Như đã nói thì Toshima vẫn nên giữ con long vương này ở 11 thay vì đổ xe. Nếu mà đổ xe thì người đang có lợi thế hơn sẽ là Sugai, do con xe của Sugai bây giờ hoàn toàn có thể thả vào cánh xe của Toshima để tấn công, trong khi quân của Sugai được phân bổ khá đồng đều. Và mặc dù Toshima có thể thả xe để tấn công trước, nhưng mà thực sự là con xe của Toshima khó có thể làm được gì trong trường hợp này. Thay vì đổi xe thì nó đi chính xác hơn mà Toshima nên đi, đấy chính là đơn giản là tiếp tục tận dụng con đường chéo con tượng và đẩy tốt lên ô 45. Nhưng rất là tiếc thì anh lại quyết định là đổi xe trong tình huống này. Thì sau khi xe rồng ăn vào xe ở 22, vàng ăn qua, xe được thả ở 41 tấn công tượng, vàng chạy qua ô 32 bảo vệ tượng, hương sa được thả ở 35 để tấn công vàng ở vị trí 32. Và đến đây thay vì chạy vàng đi thì Suga Tatsuya quyết định đẩy tốt lên 96 để tấn công. Thì đến đây thì Toshima Masayuki không còn sự chọn nào khác ngoài việc ăn tốt lên. Giả sử mà anh không ăn tốt lên mà lại tham ăn con vàng ở 32 thì đây sẽ là một nước đi cực kỳ sai lầm. Tại vì nếu như và hương sa lên vàng 32 nhá, thì thực sự thì Suga không cần quan tâm đến con hương sa phong cấp ở 32, mà thay vào đấy thì ông hoàn toàn có thể triển khai một cuộc tấn công vào cột chín của Toshima bằng cách dùng tốt đảm bảo tốt ở 97 phong cấp. Nếu mà mã ăn lên thì có thể thả tốt ở 96 tấn công mã. Giả sử mã chạy đi thì có thể đưa tốt xuống 97 phong cấp, và như vậy là một sức ép cực kỳ lớn được tạo nên vào cột chín của Toshima. Còn trong trường hợp mà không phải mã lên mà hương sa lên, thì đến đây thì hương sa có thể ăn vào hương sa ở 97 phong cấp. Nếu mà mã lên thì tượng sẽ ăn xuống mã ở 97 phong cấp, và như vậy là một sức ép cũng khá là lớn được tạo nên vào cột chín của Toshima. Chính vì vậy mà thay vì ăn con vàng ở 32 thì Toshima lại quyết định ăn tốt lên. Tiếp tục này, tốt được thả ở 97 hương sa lên, tiếp tục thả tốt ở 95 để đẩy cao đội hình tốt của Toshima lên cao. Nhưng mà thay vì ăn tốt lên thì nước thứ 61 thì Sente lại quyết định dùng hương sa và vàng ở 32, và đây là một đi cực kỳ sai lầm của kỳ thủ Toshima Masayuki. Như nói thì con vàng ở 32 thực sự nó không quan trọng,
Còn cái quan trọng nhất của Sente bây giờ là làm thế nào để có thể bảo vệ được cột chín của mình. Nhưng mà Toshima đã tham ăn, hơi tham ăn con vàng ở 3-2. Và bây giờ khiến cho bây giờ là kỳ thủ Suga Tosuya có thể mở một cuộc tấn công vào cột chín. Sau đó thì ngay lập tức thì tượng của Suga đã ăn vào hướng xạ ở 97 phong cấp, buộc mã phải lên, và sau khi mã lên ấy, tốt ăn xuống tốt ở 96 tấn công mã. Và đây có thể thấy là một sức ép khá là lớn được tạo nên vào cột chín của Toshima, và bây giờ là Toshima cực kỳ khó bảo vệ cột chín của mình. Tốt được thả ở 98, tốt ăn vào mã ở 97 phong cấp, tốt ăn lên. Và đây thay vì vội vã ăn hương xa xuống tốt thì Sugai thả mã ở 85 tấn công đôi, vừa tấn công tốt ở 97 và vừa tấn công tượng ở 77. Đến đây thì hoàn toàn ta có thể chạy tượng lên ô 86 hoặc chạy xuống ô 88 để bảo vệ tốt, đồng thời chạy tượng. Nhưng mà thực chất là nước chạy tượng này nó không giải quyết được vấn đề gì, tại vì cho dù chạy đi đâu thì Hương Sa sẽ ăn vào tốt ở 97 phong cấp và Sugai hoàn toàn có thể tiếp tục tấn công. Và thay vào đấy thì Toshima lại quyết định lên bạc ở 88. Thì nước đi này mặc dù cũng không thực sự là bảo vệ được con tốt ở vị trí 97, nhưng mà nước đi này lại giúp cho vua của Toshima có đường chạy qua hàng ngang. Thì đến đây Suga Tatsuya đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Thay vì vội vã dùng mã ăn vào tốt ở 97 phong cấp hoặc là dùng mã ăn vào tượng ở 77 phong cấp, thì Sugai đã nhẹ nhàng dùng tốt ăn vào mã ở 37 phong cấp, đồng thời tấn công bạc ở 48. Tượng chạy lên ô 86, chạy thoát khỏi đường tấn công của mã, đồng thời bảo vệ tốt ở 97. Tốt phong cấp tiếp tục ăn vào bạc ở 48, đồng thời tấn công vàng. Và đây thì không còn sự lựa chọn nào khác, Toshima buộc phải tấn công một cách thả vàng ở 62. Nhưng mà thực sự là nước thả vàng này hơi vô nghĩa và không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí Sugai hoàn toàn có thể bỏ quên con vàng này và thả xe ở 69 để chiếu. Thì ở đây mọi người lưu ý là vàng không thể lên được nhé. Nếu mà vàng lên ý, thì sẽ là một sai lầm của Sugai. Sau khi vàng lên ý, thì tượng có thể thả ở 71 chiếu khi mà vua chạy qua ô 92. Thì tượng có thể ăn về vàng ở 62 phong cấp. Và như vậy là người đang có lợi thế lại là Toshima chứ không phải là Sugai. Như vậy thay vì ăn vàng lên thì Gotei đã thả xe ở 69 chiếu. Và đây thì lợi thế của trận đấu bây giờ hoàn toàn nghiêng về phía của kỳ thủ Suga Tatsuya, khi mà ông không những là gây sức ép lên cột 9, ông còn đang gây sức ép và hàng ngang thứ 9. Vàng chạy xuống ô 79 ngăn đường chiếu, đồng thời là tấn công xe. Nhưng mà thay vì chạy xe đi thì Gotei đã quyết định ăn hương xa và tốt ở 97 phong cấp, dọa chiếu hết ở những nước tiếp theo. Tượng được thả ở 71 chiếu vua. Thì ở đây thay vì ăn vàng qua thì Sugai đã nhẹ nhàng đưa vua xuống ô 91, và con vua ở ô 91 khá là an toàn. Và bây giờ là Toshima không còn cách nào để có thể tấn công con vua này. Tiếp tục này, tượng ăn về hương xa phong cấp ở 97, mã ăn vào tượng ở 97 phong cấp. Bạc không thể, trong trường hợp này thì bạc không thể ăn lên nhé. Nếu mà bạc ăn lên ý, thì sẽ rơi vào thế chiếu hết. Chính vậy mà buộc lòng Toshima phải thả hương xa ở 98. Xe ăn vào vàng ở 79 chiếu vua, bạc ăn về. Và sau đó thì tượng được thả ở 77 chiếu vua. Và ở đây thì kỳ thủ Toshima Masayuki là đã quyết định đầu hàng. Thì cái lý do đầu hàng tại vì anh đã rơi vào thế chiếu hết và không còn khả năng để chống đỡ. Giả sử mà Toshima vẫn chơi tiếp nhé, giả nước duy nhất mà Toshima có thể đi để tiếp tục trận đấu là thả xe ở 88 ngăn đường chiếu của tượng lại. Đến đây thì mã phong cấp có thể ăn vào xe ở mã phong cấp có thể ăn vào hương xa để chiếu vua, vua phải ăn lên. Đến đây thì bạc có thể được thả ở 97 chiếu vua, buộc vua
và chạy xuống ô 89. Nếu mà vua ăn lên bạc ấy thì hương sa sẽ được thả ở 96, và sau khi vua ăn lên thả tốt ở 95 chiếu. Nếu mà vua chạy lên ô 85 thì có thể thả vàng ở 84 chiếu hết, còn nếu vua chạy về thì có thể thả hương sa ở 96 chiếu hết. Chính vậy mà vua trong trường hợp này buộc phải chạy xuống ô 89. Tượng đây có thể ăn vào xe ở 88 phong cấp đồng thời chiếu, bạc phải ăn lên. Đến đây thì vàng có thể được thả ở 98 chiếu vua. Vua chạy lên nước đi, tốt nhất là chạy vua lên ô 78, thì đến đây thì vàng có thể ăn qua bạc ở 88 để chiếu. Vua phải chạy xuống ô 69. Đến đây thì mã có thể được thả ở 77. Vua chạy ô 68. Xe được thả ở 69 chiếu. Anh em. Xe được thả ở 78, không phải 69 nhé. Xe được thả ở 78 chiếu. Vua phải chạy lên ô 57. Tiếp tục xe vào vàng ở 58 chiếu, vua phải chạy lên ô 66. Và đến đây thì bạc sẽ được thả ở 57 chiếu vua. Khi mà nếu mà tốt ăn lên thì sẽ ăn về tốt phong cấp chiếu. Vua đến đây thì vua phải ăn về mã ở 77. Ở đây thì chỉ cần đơn giản là thả vàng ở 78 chiếu hết. Chính vì vậy mà cho dù đi đâu thì Toshima sẽ rơi vào thế chiếu hết và quyết định, và sau một hồi suy nghĩ thì anh đã quyết định đầu hàng. Và như vậy là phần thắng trong vòng đấu này đã thuộc về kỳ thủ Suga Tatsuya. Và đây thì video phân tích của mình cũng sẽ được kết thúc. Và mình hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.